Đó, để anh chị có thể là đánh được trong cái đầu tuần tới, mặc dù nếu anh chị nhặt muộn thì vẫn có những cái cơ hội các cổ phiếu nó chạy sau anh chị nhá. Ảo không khoe. Anh Vũ Hùng lãi ảo không khoe. Đâu, thực ra thì hôm nay cũng có một số anh em là cũng có lãi nhưng mà nó cũng không ảo đâu, nhìn anh em thì khiếp thôi, nhưng mà một số anh em thì lãi mà anh em đang sâu ở bên bên trên room này nó là câu chuyện thật đấy anh chị nhá. Đó, lãi này là lãi thật chứ không phải lãi ảo đâu anh chị. Đó. Đây anh chị nha, chia sẻ anh chị. Đó. Không phải lãi ảo đâu anh chị nhé, không phải lãi ảo đâu anh chị, nó là thật đấy, trong phiên ngày hôm nay đấy anh chị. VIX nha anh chị nhé, trước mắt thì xác định một nhịp ngắn hạn đã anh chị. Rồi, nhất là lướt qua cổ phiếu nhóm ngành bất động sản để xem cơ hội nó như thế nào anh chị nhé. Vinhome là cũng đang có cơ hội hồi này, đang có cơ hội hồi. Novaland nhịp này thì cầu vào vẫn còn hạn chế lắm anh chị, cầu vào vẫn hạn chế. Đó, cái lịch trình tích lũy vùng này khả năng có cái nhịp hồi lên này. PDR thì tương đối đẹp, nhịp vừa qua cái chạm vùng trung bình giá 3 tháng rưỡi lại bật tăng lên này. Nhịp này PDR là cứ lắc quanh tầm khoảng 22, 22.5 là cũng có thể lướt được T cộng này. KDH này về đến cái vùng đây là nó đang có cái sự điều chỉnh về giá 26, 27 là có thể đánh được này. Đó. Nhịp này KBC này hồi lên hết rồi. DXG, DXG thì vẫn còn đánh được. Đó. Bất động sản nhé. Bất động sản ở trong giai đoạn này thì DXG nó đang quanh cái vùng mà đâu đó là trung bình giá của nhà đầu tư trong vòng một năm gần nhất. Đó, một năm gần nhất. Đó anh chị. Đó, quanh cái vùng này thì DXG nó đang trên nhịp giảm yếu này, nhịp này động lực hồi phục và rút chân như này nó mở ra một cái cơ hội động lực hồi phục lên và cũng có khả năng là đâu đó một nhịp hồi phục lên bên trên này, đó. Lên trình tích lũy như này, đó. Kịch bản thị trường tạo đáy sớm ấy, mà đi lên ấy, thì khả năng DXG nó đi theo cái kịch bản này, đó. Cho nên là trong trong cái phiên ngày hôm nay nó mở ra một cái cơ hội cho DXG là hồi phục lên. Ở trong nhịp này. Đó. Hôm trước thì phím anh chị cổ phiếu nào? Cổ phiếu TCH đúng không? TCH thì nó đi lên rồi, nó cũng vùng trung bình giá của 6 tháng. Đó, nhịp này thì nếu giả sử liều hoặc là nhặt muộn thì nhặt DXG nhặt 16, 16.5, 16.7 thời điểm hiện tại cắt 15.8. Cắt 15.8. Như vậy cắt đâu đó là khoảng bao nhiêu ạ? 7 giá à 7 like. 7 like đâu đó tương đương với tầm khoảng 3 đến 4% chấp nhận được anh chị nha, đối với DXG ở trong cái nhịp này. LLG nó lắc thì là đẹp, nó đầu mua mua cái lắc thì là ok. Nhịp này nó có cơ hội hồi lên nhưng LLG nhịp này đánh nó vẫn là tương đối là căng. Đó chị. DXG cũng có thể đánh được. 21.5 này, 21.5 2122 đi. 21.522 này đặt cắt 20.7. Mình kỳ vọng với cái nhịp mà thị trường vượt 1134, 1135 là hầu hết cổ phiếu nó sẽ đi lên anh chị nhá, hầu hết cổ phiếu nó sẽ đi lên. Đó, lựa chọn cổ phiếu điểm nào mà có cái điểm cắt lỗ nó phù hợp ấy. Đâu đó là vừa phải ấy, mình có thể đánh được anh chị. Còn nhịp này đâu đó hầu hết cổ phiếu nó đi lên, thị trường nó tạo đáy đi lên thì hầu hết cổ phiếu nó sẽ đi lên anh chị. Sell thì vẫn hơi căng một tí, sell thì liều thôi. À, sell thì được rồi anh chị nhá. Theo quanh vùng này, nhặt quanh tầm khoảng 17.5, 18.5 là cũng ok. Đó. Anh chị điểm đặt cắt tầm khoảng 17.5 đi, nếu nhặt 18.5 thì đặt cắt tầm khoảng 17.5. Là sell vẫn còn đánh được, về cơ hội là đâu đó là vùng trung bình giá đối với cổ phiếu sell ở trong khung đồ thị tuần này, đó, trung bình giá của cổ phiếu theo sell trong vòng 1 năm gần nhất là đang quanh tầm khoảng 17.5, 18. Đó. Nếu tạo đáy trong ngắn hạn, đây là cái vùng mua nắm giữ trong trung dài hạn. Kỳ vọng cái nhịp nó bật hồi lên đây nó tích lũy trở lại. Đó. Cho nên nếu anh chị nào lựa chọn cổ phiếu bất động sản chấp nhận được cái tỷ lệ đâu đó cắt ở đây được tầm khoảng 6% này. Để cơ hội ăn đâu đó tầm khoảng
lên 22 tầm khoảng 20% đến 30%, thậm chí có thể là giữ được luôn lâu dài. Đó, thì trước mắt xác định là nhịp này đánh sell, đánh T cộng thôi anh chị nhá. Đánh T cộng cũng như là đánh một nhịp trong ngắn hạn đó. Lên tầm khoảng 22 gì đó. 21 22 thì DXS thì cũng có động lực hồi phục nhưng mà đang tương đối yếu, cầu vào tương đối yếu. Rồi, hôm nay thì có mấy cái cổ phiếu này này cũng khá là hay này, cơ hội trong trung dài hạn này. SCR này kết thúc xu hướng giảm này, kênh tăng là khá sáng. Nếu anh chị nào mà nhặt trong trung dài hạn thì trong cái nhịp này đánh những cái cổ phiếu mà liên quan đến nhà ở xã hội là cũng ok đấy anh chị. Nhịp này nó đang tương đối thiếu những cái thông tin tích cực về các cái cổ phiếu liên quan đến nhà ở xã hội, nhưng nếu anh chị nhặt ở trong trung dài hạn nhất đánh giá vùng này là cái vùng ít nhiều nó sẽ có một nhịp bật tăng lên tương đối mạnh đối với cổ phiếu HQC và cổ phiếu SCR anh chị. Gom được nếu anh chị nào giữ trong trung dài hạn thì gom được, trung dài hạn là gom được. Có khó khăn là cái nhịp mà là kiểm soát rủi ro trong ngắn hạn làm sao để đâu đó là có thể là thiết lập được những vùng kiểm soát rủi ro trong ngắn hạn nó phù hợp 5% gì đó, 7% gì đó. Bởi vì nó vẫn có khả năng này lắc test lại quanh vùng đáy cũ thì mình vẫn phải kiểm soát rủi ro. Nhưng em nhất đánh giá là HQC này nha. Nếu mà nhặt về nhà ở xã hội anh chị nhặt HQC quanh cái vùng này. Trung bình giá của nhà đầu tư trong vòng 1 năm gần nhất đối với HQC là quanh giá 3.5. 3.5. Đánh được. Nói gì? Nói chung là cứ đúng chiến lược anh chị đánh. Giai đoạn vừa qua thì các cổ phiếu này mua theo kiểu này cách đây tầm khoảng 2-3 phiên thì chia sẻ anh chị tầm đúng chiến lược rồi. Đúng chiến lược anh chị đánh. Cái xác suất là cơ hội có ăn cao trong quá khứ là nó đã thể hiện rồi. Đó. Đó anh chị, cứ trung bình giá của 6 tháng này, trung bình giá của 1 năm anh chị đánh là cái đường Kijun 129 này. Anh chị. Các cổ phiếu khác cũng vậy. Đúng không? Nói anh chị nhá. Nếu anh chị nào nhặt trong trung dài hạn, em nhận đánh giá vùng này anh chị có thể gom được HQC từ giá 3.59 về đến vùng 3.4 thời điểm hiện tại. Cộng trừ đâu đó tầm khoảng 2 like anh chị nhận được. Cơ hội sáng hơn rủi ro anh chị nhá. Rồi, đối với bất động sản nhịp này nó đang có động lực hồi phục và lực cầu vào tương đối tốt anh chị nhá. Về nhóm ngành bất động sản thì cái cơ hội mà tạo đáy trong trung dài hạn thì nó đã tạo đáy được tầm khoảng 10 đến 11 tháng rồi. Anh chị nhìn đúng không? HDG lại tạo đáy 10 tháng rồi, đúng không? Và rất nhiều các cổ phiếu khác tạo đáy được 10 đến 11 tháng rồi. Và chúng ta phải thống nhất với nhau về kênh tăng của nhóm ngành bất động sản nó vẫn đang duy trì trên kênh tăng. Nhịp này là nhịp điều chỉnh và tích lũy trở lại ở trong ngắn hạn và trung hạn thôi. Đó. Đó là yếu tố mà các cái lượng hàng các cổ phiếu như cổ phiếu của các cổ phiếu bất động sản thì nhất vẫn chủ đạo nắm giữ đến thời điểm hiện tại. Đó. Những cổ phiếu nắm giữ trong trung dài hạn thì vẫn nắm giữ đến thời điểm hiện tại. Những nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn này là cơ hội gia tăng thêm. Đấy nhá. Và rất nhiều các nhóm ngành khác giai đoạn vừa qua cũng vậy, đó. Thị trường nó tạo đáy thì những cái điểm mua mà anh chị thuận lợi rồi anh chị cứ nắm giữ thôi. Đó. Nhịp này là nhịp gia tăng thêm ở trong trung dài hạn nó rất thuận lợi. Anh chị nhá. Ok, em nhất chào toàn thể anh chị đang xem live nhé. Anh chị nào chưa like video thì like giúp em nhất một like để khích lệ tinh thần em nhất cũng như là ủng hộ cho anh em trên kênh. Anh chị nhé. Ok, em nhất cảm ơn anh chị đã like rất nhiều nhé. Cảm ơn 27 anh chị đã like. Kênh YouTube thì anh em live stream từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm liên tục để hỗ trợ anh chị từ thứ 2 đến thứ 6. Đó. Anh chị nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh. Anh chị nào chưa like video hoặc là đăng ký kênh, ấn nút chuông thì nhớ đăng ký kênh và ấn nút chuông nha anh chị nhé. Rồi chúng